sinh luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhà trường để động viên và khích lệ các em. Parents always side by side with the teachers on the educational journey of their student. With great care, the parents board and representative are always presented with important events at the school to encourage and motivate students. Tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Khánh, là phó ban đại diện các em học sinh năm học 2011-2012 lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Thường xuyên tổ chức cho các cháu những cái chuyến đi công tác xã hội để cho các cháu được học được cái sự chia sẻ với người
Quảng Hải Quảng Thắng. Về các cháu học sinh ở đây thì được học những cái phương pháp học tập mới để giúp các cháu mạnh dạn trong chương trình cũng như là phương pháp làm việc nhóm. Như con tôi năm lớp 6 mới vào đây thì cháu nó không biết chương trình, nó cũng không biết làm việc nhóm. Nó nói làm việc nhóm rất là khó khăn, nó chỉ muốn làm một mình thôi. Nhưng mà đến giờ phần này cháu nó là hiểu ra được cái việc làm việc nhóm, nó giúp cháu nó có dự án và lớn cùng nhau để thực hiện. Ngoài ra nhà trường đã mạnh dạn thực hiện phân khóa học sinh cấp 3 theo hai hướng là học trong nước và ngoài nước, đó cũng là giải tỏa được đúng theo cái băn khoăn của phụ huynh của tôi. Đôi khi là không biết là như thế nào thì nhà trường đã thấy được cái tâm tư đó và đã mạnh dạn phân hóa theo đáp ứng của cái mục tiêu của học sinh cũng như là của phụ huynh. Và với cái kết quả như là cô Phan Quốc Thủy đã trình bày thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái đó là bằng chứng cho cái nỗ lực đúng hướng của ban giám hiệu, của tổng thể giáo viên cũng như nhà trường cũng như là của học sinh chúng ta. Cho nên là đến giờ phút này chúng tôi còn thấy là thật sự yên tâm và tự hào đã quyết định đưa con em chúng tôi vào ở đây. Và thay mặt phụ huynh tôi xin gửi lời cảm ơn tới phu nhân ông Đinh Thị Ly, cô Đinh Sao Em, ban giám hiệu, tập thể giáo viên công viên nhà trường đã luôn dành tâm huyết với sự nghiệp đào tạo và giáo dục học sinh. Và phụ huynh chúng tôi cũng xác định sẽ luôn sát cánh cùng với nhà trường trong việc giáo dục các con em của mình. Và chúng tôi mong là ban giám hiệu và giáo viên công viên nhà trường sẽ tiếp tục đúc kết những cái kinh nghiệm quản lý giảng dạy cũng như hoàn thiện áp dụng các phương pháp mới ngày càng hiệu quả hơn trong tương lai. Đối với các cháu học sinh thân yêu, cha mẹ các cháu đã cho các cháu một cái cơ hội rất tốt được học trong cái môi trường như thế này. Mong là các cháu sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng để trở thành những công dân ưu tú, hữu ích cho gia đình, cho cộng đồng và cho đất nước. Cuối cùng, tôi xin chúc ban giám hiệu, các thầy cô, các bộ công nhân viên nhà trường cùng các cháu học sinh tiếp nối những thành tựu đạt được trong năm qua sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong năm học 2012-2013. Xin hết, xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn phần phát biểu của ông Lê Khánh. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trường Đinh Thị Ly sau 5 năm ra đời và hoạt động đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo của ngành giáo dục, đặc biệt là giai đoạn đầu mới thành lập. Hôm nay tuy rất bận rộn nhưng quý vị lãnh đạo của ngành vẫn dành chút thời gian về tham dự buổi lễ kỷ niệm cùng chúng ta. Years, LSTS has been getting special attention from educational administrators, especially at this early stage. Today is by their busy work. The administrators have set time to attend our anniversary ceremony. Sau đây chúng tôi